Mới đây một sàn tiếp thị liên kết đầu tiên tại Việt Nam vừa mới ra mắt anh chị, với sứ mệnh là định hướng lại cái giá trị thực sự của tiếp thị liên kết đối với doanh nghiệp. Video ngày hôm nay thì Long muốn giới thiệu cho các anh chị về sàn tiếp thị liên kết Bermac Global, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Bermac Global khác gì so với những cái network affiliate đang có mặt trên thị trường nha. Hermes Global Performance Partnership Platform, nền tảng affiliate marketing thế hệ mới. Rồi tại sao Long gọi Bermac Global là sàn tiếp thị liên kết đầu tiên tại Việt Nam? Hiện nay thì chúng ta đã quá quen với những cái network affiliate rồi, ví dụ như là Accesstrade nè, MacOffer này, hoặc là Dnet này, nói lên gần đây ha. Riêng sàn tiếp thị liên kết ở tại Việt Nam á, thì còn khá là sơ khai. Đa phần á, thì chúng ta không phân biệt được rõ ràng giữa sàn tiếp thị liên kết và network affiliate. Cụ thể là ở trong những cái video Long giới thiệu Bermac á, thì một số bạn hỏi là như vậy thì nó khác biệt gì so với những cái network affiliate ha. Trong video ngày hôm nay á, thì Long sẽ giới thiệu cho các anh chị về sàn tiếp thị liên kết ha, và Long muốn giới thiệu cho các anh chị về Bermac Global luôn ha. Đây là sàn tiếp thị liên kết đầu tiên tại Việt Nam nha. Trước tiên đó chính là sự khác nhau giữa sàn tiếp thị liên kết và các cái network affiliate là gì. Thì sàn tiếp thị liên kết á, là một cái nơi kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người làm tiếp thị liên kết, cung cấp những cái tính năng hiện đại tập trung vào công nghệ thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ giống như những cái network affiliate hiện tại. Đã nghe thì đơn giản như vậy thôi ha, nhưng mà để làm được cái việc này thì gần như là các network rất là muốn làm chứ không phải là không muốn làm, nhưng mà nó rất là khó luôn. Bây giờ doanh nghiệp nè muốn kết nối với bốp á, thì phải thông qua cái network này, và network làm việc rất là nhiều, làm việc với bốp này rồi làm việc với lại doanh nghiệp này thì mới có thể vận hành được buổi chương trình tiếp thị liên kết. Bây giờ là muốn kết nối doanh nghiệp và người làm tiếp thị liên kết, và sàn chỉ đứng giữa là kết nối, là kết nối hai người lại là xong, và doanh nghiệp làm việc trực tiếp với lại bốp, còn bốp cũng trực tiếp làm việc với doanh nghiệp luôn. Sàn chỉ đứng giữa và thu một khoản phí rất là nhỏ thôi. Đấy chính là cái mong muốn của sàn tiếp thị liên kết ha, nhưng mà hiện tại không có bên nào đang có thể làm được cái việc này các anh chị. Tiền thân của Bermac Global thì cũng có hơn 10 năm làm tiếp thị liên kết ở thị trường Mỹ rồi. Để mà ra được cái nền tảng này thì Bermac Global làm việc gần 2 năm trời mới có thể ra được cái nền tảng này ha. Như vậy thì sàn tiếp thị liên kết đó, thì nó sẽ giúp đỡ được gì cho doanh nghiệp cũng như những người làm tiếp thị liên kết, thì chúng ta cùng tìm hiểu thêm ha. Bây giờ đối với doanh nghiệp nha, đối với doanh nghiệp thì đầu tiên đó chính là miễn phí cái tích hợp cái chương trình tiếp thị liên kết này ha. Hiện tại thì Bermac không yêu cầu chi phí khởi tạo ban đầu này, rồi cũng không có thu phí nền tảng hàng tháng luôn. Những cái doanh nghiệp có thể tích hợp chương trình tiếp thị liên kết một cách đơn giản ha, và chúng ta không phải mất quá nhiều phí cho cái phần này. Các cái nền tảng tiếp thị liên kết ở tại Việt Nam này, thậm chí là ở thế giới luôn, đều có thu phí nền tảng cả. Hoặc là các cái doanh nghiệp phải mua một cái nền tảng, ví dụ như là HOFER này, hồi xưa Lazada sử dụng cái nền tảng này để tạo ra chương trình tiếp thị liên kết ha, và phí thì không rẻ nha các anh chị. Thứ hai là chính là gì, doanh nghiệp chỉ trả phí khi mà bán được hàng thôi, thì đây chính là cái giá trị cốt lõi của tiếp thị liên kết các anh chị. Nhưng mà thực tế đâu phải vậy đâu. Doanh nghiệp muốn có chương trình tiếp thị liên kết là phải tốn một khoản phí để tạo ra chương trình tiếp thị liên kết này, rồi trả phí cho các cái network affiliate này. Đấy, cho nên là hiện tại là doanh nghiệp phải tốn rất là nhiều chi phí mới có thể vận hành được một cái chương trình tiếp thị liên kết ha. Bermac Global rất là mong muốn đưa tiếp thị liên kết về cái giá trị cốt lõi là doanh nghiệp chỉ trả tiền khi mà bán được hàng thôi. Chưa bán được hàng thì không cần phải trả hoa hồng hay trả tiền cho sàn gì cả ha. Đấy, rồi thứ ba đó chính là gì? Hoa hồng cho người làm tiếp thị liên kết cũng sẽ cao hơn, vì là doanh nghiệp không phải trả quá nhiều chi phí cho việc khởi tạo chương trình tiếp thị liên kết. Cho nên là doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền này để tăng cái hoa hồng cho những người làm tiếp thị liên kết lên. Từ đó thì những người làm tiếp thị liên kết có hoa hồng cao hơn này, có động lực để làm tiếp thị liên kết một cách tốt hơn. Từ đó doanh nghiệp sẽ bán được hàng ha. Rồi thứ tư đó chính là gì? Minh bạch và rõ ràng trên sàn tiếp thị liên kết. Doanh nghiệp đó là trực tiếp làm việc với publisher luôn. Cho nên là doanh nghiệp có thể lựa chọn được là publisher này chạy tốt và publisher nào đang gian lận. Bermac Global còn tích hợp luôn một cái công cụ để chống gian lận, rồi hỗ trợ phát hiện các cái hành vi không trung thực ha, để đảm bảo cái quyền lợi giữa doanh nghiệp và người làm tiếp thị liên kết luôn ha. Còn đối với những người làm tiếp thị liên kết thì sao? Cung cấp cho những người làm tiếp thị liên kết một cái công cụ để theo dõi chuyển đổi ha. Doanh nghiệp và publisher làm việc trực tiếp với nhau mà, cho nên đó là doanh nghiệp có thể hỗ trợ những bạn làm tiếp thị liên kết bằng cách là gắn những cái mã theo dõi trên website của doanh nghiệp chẳng hạn, để mà những bạn publisher này có thể theo dõi chuyển đổi khi mà chạy quảng cáo ha. Bermac có một công cụ riêng luôn để những người làm tiếp thị liên kết có thể theo dõi luôn ha. Nếu như mà bạn nào làm tiếp thị liên kết lâu thì các bạn cũng sẽ biết là gần như là chúng ta đâu có quyền gắn link theo dõi trên website của doanh nghiệp đâu, đúng không? Trừ khi là chúng ta chạy quảng cáo và chúng ta tự tạo website hoặc là tự tạo là đây bay á. Rồi kế tiếp này, hoa hồng cao hơn thì như hồi nãy Long có nói đó, doanh nghiệp họ giảm chi phí trong việc mà tạo ra cái chương trình tiếp thị liên kết, cho nên là doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền đó để tăng hoa hồng lên ha, cho nên là publisher sẽ có lợi trong phần này nha. Thứ ba đó chính là gì, nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm việc trực tiếp với bốp luôn ha, cho nên là doanh nghiệp có thể biết được cái khó khăn của bốp là gì nè, ví dụ có thể cung cấp sản phẩm để cho bốp có thể là trải nghiệm này, thậm chí có thể hướng dẫn bốp cách để chạy làm sao cho nó hiệu quả hơn chẳng hạn ha. Rồi thứ tư đó chính là gì, hệ thống hỗ trợ 24/7 của Bermac Global ha, với đội ngũ nhân viên trẻ này, khỏe này, nhiệt tình này, thì Bermac có thể hỗ trợ 24/7 để đáp ứng yêu cầu của
của đối tác một cách nhanh chóng hơn. Bermax Global thì còn có những cái nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là người làm tiếp thị liên kết nữa, ví dụ như là gì, học viện đào tạo này, Bermax Academy ha. Tại đây thì sẽ có những khóa học dành riêng cho doanh nghiệp này và dành riêng cho những người làm tiếp thị liên kết luôn ha. Rồi kênh YouTube Bermax Academy, tại đây sẽ có những video cập nhật các cái xu hướng về tiếp thị liên kết này cũng như hướng dẫn làm tiếp thị liên kết cho cả cộng đồng luôn, ai muốn học cũng được ha. Thứ ba đó chính là gì, cộng đồng Affiliate Việt Nam. Tại đây thì doanh nghiệp có thể tiếp xúc trực tiếp với lại những người làm tiếp thị liên kết này, rồi những bạn làm tiếp thị liên kết cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm ha, giúp cho có thể kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết một cách hiệu quả hơn. Rồi nếu như mà các chị và các bạn quan tâm về sàn tiếp thị liên kết thì các anh chị có thể đăng ký một cái tài khoản tại bermax.com ha. Ví dụ doanh nghiệp thì các anh chị có thể đăng ký tài khoản doanh nghiệp ha. Còn các bạn muốn kiếm tiền với tiếp thị liên kết thì các anh chị có thể đăng ký một cái tài khoản đối tác nha. Đừng quên đăng ký nè, click vào chuông thông báo để theo dõi kênh YouTube Bermax Academy cập nhật những video mới nhất về tiếp thị liên kết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Tăng trưởng lợi nhuận cùng Bermax ngay hôm nay.